No, no, no. Có thích đạp không? Tôi cho ông một đạp nữa là cho ông xuống nằm xuống đấy luôn đấy. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Hôm nay lại say nữa rồi. Hôm nay lại say nữa rồi. Không phải cứ đúng lắm á. Nghe nhảy tiếng đâu. Thế ông đi, trời mưa trời gió không ở nhà, lại giúp đi đâu để uống rượu đấy hả? Này, anh nói đàng hoàng nhá. Trời ơi, nhìn đi. Trông cả kiếm được mũ của con mẹ đồng nát nào không biết được nữa. Hồn láo, làm bát tát vào mắt luôn chứ không phải là một cái. Nào, có giỏi thì thế mà tát. Thử một phát xem nào. Không phải thách thằng này đâu. Tôi thách đấy. Thằng này làm luôn đấy chứ không phải đấy. Ôi giời ơi, mẹ người ta tát một cái vợ lật mặt. Mình giơ tay tát vợ một cái thì quay lên thì lại ngã. Lần trước tát vừa mới ngã đau đầu gối đấy. Hôm nay còn đòi tát nữa à? Này, lần trước là khác nhá. Lần này khác đây, không phải đùa đâu. Ôi giời ơi, ta nhìn thấy cái điệu đứng với cái mắt, cái mũi kiểu kia là ta biết là say đến mức độ nào rồi đấy. Đứng thế nào? Đi được về đây là may lắm rồi đấy. Đứng người ta đứng thẳng, đàn ông người ta đứng thẳng này, mình đứng. Đứng là đứng kiểu như là còn phải lấy chân giữa để chống vào đất đấy. Đứng thế nào? Kệ bố tôi nhá. Phải cứ nhảy cái tiếng đi. Thế mưa gió đi hốc ở đâu về đấy hả? Lại hồn láo rồi đấy. Rồi. Thế sẽ không ở nhà? Chưa vừa uống rồi, thế mà lại uống xong cái lại bỏ đi được. Phải đi chứ. Phải uống chứ. Đi ra đây đâu? Đi đâu? Hả? Uống. Đứa nào rủ đi? Uống cho nó quên cái sự đời đi chứ. Ôi thôi, ông có cái sự đời gì mà quên suốt mẹ. Sáng ngày 7-8 giờ mới ngủ dậy, xong lại rủ nhau đi ăn sáng. Ăn sáng xong về trưa sẵn vợ con nấu cơm. Ăn xong lại đi lượn. Bây giờ tôi hỏi ông có cái gì để mà phải quên? Hả? Này. Hay là ông quên cái cảnh đi uống rượu cho nên là ông muốn say hả? Thằng này nhá, thằng này nó nhiều tâm sự lắm đấy. Ôi trời ơi. Mùa ông có tâm sự gì nào, ông nói xem nào. Hả? Có tưởng là tôi thích dùng rượu kiểu này lắm à? Hả? Thế tôi hỏi ông nhá, ai đổ rượu ở mồm ông? Hả? Ở nhà đấy không ở? Suốt ngày đi mua, đi ra ngoài đường ấy, nốc cho lắm rượu vào. Về còn muốn gây sự với ông? Thằng này không muốn gây sự với ai hết nhá. Nhưng mà thằng này có chuyện thì thằng này mới uống nhá. Nhìn thế thôi thằng này nó nhiều tâm sự lắm ấy. Trời ơi. Nhưng mà nó không nói ra được thôi. Còn về nhà mà lăng nhăng một phát nữa, cho một phát lệch mặt luôn. Thế tôi hỏi ông có cái tâm sự gì? Hả? Suốt ngày nát bê nát bét rồi có cái tâm sự gì? Hả? Tâm sự gì nào? Ông nói cho tôi nghe xem nào. Này, cô đi ra ngoài quán Ba Nga xem. 10 thằng uống rượu nhá, cả 10 thằng đều nói nhá. Nó bảo thằng này này, nó không có một cái tác dụng gì trong cái gia đình này hết. Ờ, đúng rồi đấy. Chỉ vì từ ngày cái nát rượu nhá, nát cho lắm vào nhá, cho nên là mới thế nhá. Ông mà là thằng đàn ông chỉnh chu nhá. Này, ông biết dạy vợ nhá. Đánh không? Ông biết dạy vợ nhá. Đánh không? Biết dạy vợ thì tôi không phải đến nỗi như thế này nhá. Dạy cái gì? Nát rượu nên là con không nói được vợ con là thế đấy. Ông mà thử chuẩn chỉ nhá, là thằng đàn ông đang hoàng thử đấy xem nào. Có đứa nào dám hôn láo không? Có đứa nào dám chỉ mặt ông không á? Không hôn láo tại sao lúc này chưa đánh? Bá phạt nó nhá. Ai đánh? Tí nữa thì cứ liễu thằng hôn này luôn nhá. Uống như lắm rượu vào đứng không vững ấy. Người ta động một cái là bắt đầu là ăn vạ là ngã rồi đấy. Đổi cho ai đánh? Cô ra sáng hỏi thằng Tuấn đi xong. Nó nói có đúng không? Nó còn bảo là đấy, ông ngoại chia đất cho bác rồi đấy. Nhưng bác có được gì đâu, đúng không? Ai bảo thế? Ông bà ngoại có cho bác đứng tên đâu. Ủa? Ai bảo với ông là ông bà ngoại không cho ông đứng tên? Nó còn bảo là cả vợ bác cũng không xem bác ra cái gì luôn. Thấy chưa? Nó này, nói đúng không? Tôi nói cho ông biết nhá, hễ mà đi ra quán Bà Nga mà ngồi uống rượu nhá, thì đảm bảo chỉ có 10 cái thằng nát rượu nó ngồi đấy. Mà cái thằng Tuấn cũng không phải là cái ngoại lệ nhá. Nó cũng là cái thằng nát rượu. Chẳng qua là nó nhá, bố mẹ vợ nó không cho nó cái gì nhá, cho nên là nó tức mình nhá, nó mới mô kích như thế thôi nhá. Này, sao mà dốt thế? Lúc này ai bảo là bố mẹ không cho cái gì? Ông đánh tôi phải không? Ông đánh tôi phải không? Không, đánh không? Láo à? Cứ cất chuối đi. Đi uống rượu rồi, nào, có thích đánh không? Không, tôi cho ông một phát.
cất tuổi đấy, thích solo luôn. Nào. Đấy. Đừng có dùng dùng gầy dùng góc hết. Cứ cất tuổi đấy. Tôi nói cho ông thích biết nha. Thích solo phát luôn đấy. Ông cứ đi nghe cái bọn nát rượu về nhá, mà bắt đầu mà về ra mà gây sự nhá. Ai bảo ông đấy, ai bảo ông là bố mẹ không cho ông đất hả? Không có tên ông hả? Ở trong cái tờ giấy bố mẹ cho đất, bố mẹ ghi là cho vợ chồng con Huyền còn gì nữa. Thế vợ chồng thì ai là chồng tôi hả? Chứ ông là chồng tôi thì ai? Này, cô cất chỗ hay là cô thích? Tôi gì? Liên hoan cược một phát thì xong đời luôn đấy. Ba cái chén rượu vào lè nhà lè nghe mà đổi là về ra là nói là bố mẹ không cho đất, không đứng tên mình à? Này, ông hết chuyện rồi phải không? À, ông không có việc gì làm phải không? Này, không phải mỗi thằng Tuấn nữa nhá. Có thằng nào nữa? Nhá. Nào là thằng Mào, nào thằng Ánh, nào thằng Nguyên chứ nó đều nói như thế hết nhá. Tôi nói cho ông biết nhá. Thằng nhá. Riêng mấy cái thằng nát rượu đấy nhá. Nó nói trước mặt ông thôi chứ nó mà nói trước mặt tôi đảm bảo với ông nhá, tôi cầm đòn gánh tôi phang chết luôn. Lếu láo à? Người ta nói biết chuyện nhà mình như thế nào mà nó dám thò mồm vào nó nói. Nó nói đúng chứ. Người ta ăn gì, người ta làm gì kệ mẹ người ta chứ. Chúng nó thối mồm à? Này nói thề giá mẹ nó vãi cho mòn mồm luôn gì? Thằng nào đấy, thằng nào đến đây mà dã? Nó cho mòn mồm, cứ nói nó thế, nó cho mòn mồm đây không. Mấy cái thằng nát rượu như ông mà tưởng tôi sợ à? Ừ. Ra đấy nhá, chả có cái chuyện gì, suốt ngày nào cũng gặp nhau từ sáng đến trưa. Này, có mỗi một đĩa lạc giang thôi mà năm thằng ngồi mới đến cả lít rượu. Thế chả hỏi tôi chả... Người ta đang nghĩ ra là người ta ngồi uống rượu, người ta nhâm nhi để người ta bàn chuyện công việc làm ăn này, để người ta làm sao cho cái gia đình nó giàu mạnh này. Những cái loại bọn ông nhá, cái loại bọn nặng rượu bọn ông nhá, có ba củ lạc thôi nhá, ngồi hết hàng lít rượu nhá. Thì cứ chả nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, chả cái chuyện gì chả lôi ra. Đấy con chó nó đẻ ra con đực cái con cái còn nói đấy. Con mày, gà mày, nó để được mấy con không nói ấy. Mày cứ chuẩn đi. Mày đúng lại chứ mày đánh. Ba cái thằng nát rượu mà tôi đánh tao mà về mà uống lè nghe mà gây sự phải không? Mày cứ chuẩn tao sút một phát này. Nào ông sút ra đây. Một phát luôn à. Nào ông sút ra đây tôi đánh quay cẳng luôn đấy. Cứ chuẩn đi. Thích về không ở nhà thì không có vấn đề gì đâu. Cứ thế mà đi ra quán về là bắt đầu lè nghe là gây sự. Ngày nào cũng thế. Thì... Ai mà chịu nổi? Cô cứ cho tôi đứng trên đất đi, cô không cho tôi đứng trong trên đất, có thích thì đuổi tôi về gì? Ngày xưa đi tán vợ, đi yêu vợ có đến nỗi nào đâu? Thích muốn đuổi tôi về quê đúng không? Này, đấy, ai đuổi ông bao giờ? Thì, chứ nói thôi nhưng mà chắc cũng muốn đuổi đúng không? Đời khốn nạn khổ thật sự không biết. Ngày xưa đến tán tôi có đến nỗi nào đâu? Cũng thư sinh, cũng áo trắng quần âu, cũng oai ra hết đấy. Cũng đóng thùng oai lắm nhưng bây giờ nhìn thấy xem nào. Trông kìa, áo để rách hết cả vai rồi. Quần thì là không còn kéo khóa. Đúng thì rách thủng thế kia vẫn mặc ra đường. Thế mà vẫn còn ngồi gác chân để uống rượu được. Tôi không hiểu ông là cái loại người gì nữa. Không biết xấu hổ đây này. Thò mẹ cả cái rùi cui ra ngoài rồi đây này. Này, mang rùi cui ra ngoài đường mà khoe. Đừng có mà điêu nha. Thò. Ờ gì, ông vừa mới kéo lên còn cái à? Chứ kéo cái quần chứ kéo chứ. Kéo lên chứ thôi chứ. Nát đến mức độ đấy à? Tôi vừa mới đứng đái ngoài cổng ấy. Tôi biết ngay mà. Đấy, tôi biết ngay mà. Mà chả biết là còn nhớ ở ngoài cổng nhà mình hay là cổng nhà con Thủy hay cổng nhà con Thơ đấy. Thì cứ đái không phải vào nhà là được chứ. Còn phải đái vào nhà đâu mà sao. Nhá. Trông người, nhìn này. Đứng này. Lúc thì đứng này. Nhìn có ra dáng con người không? Ông thử đứng như tôi thế nào. Rồi. Đàn ông đàn an gì mà suốt ngày mượn ba chén rượu vào cứ lè nha lè nhè ra. Chồng không ra dáng cái thằng đàn ông một tí nào. Cô tưởng là tôi thích uống rượu lắm hả? Thế ai đổ vào mồm của ông? Cô cứ đặt cái cương vị của cô vào tôi đi xem nào. Xem cô bực mình không? Cô có uống rượu không? Hả? Cương vị của đừng ông là đừng nói đến tôi nhá. Cương vị của ông là cái gì mà tôi phải đặt vào? Cho đứt cho ngồi con gái. Con không, chó con rể thế lắm. Không được. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông vảnh cái tai lên mà nghe nhá. Nghe cho nó rõ đây này. Nghe cho nó thủng đây này. Để mà đẩy mà khỏi mà buồn phiền, khỏi mà phải lè nhè, khỏi phải lợi dụng cái ba chén rượu vào để mà nói nhá. Ông nghe cho nó rõ đây này. Tôi chưa lợi dụng chén rượu nhá. Tôi buồn thì tôi phải uống chứ. Mà cố mà thách thức tôi là Alonso luôn á nhá. Giời ơi. Thì Alonso luôn á. Alonso cái gì? Bao nhiêu lâu là tôi nhìn này. Không phải tôi sợ cô đâu. Nói biết. Ông thử một lần không nhịn xem.
Trời ơi, ông tôi mời lên. Cứ cho tôi cái cảnh cái nát rượu này tôi cũng thấy chán lắm rồi. Chẳng quá là cô cứ nghĩ rằng là tôi ở rể cô muốn nói thế đúng không? Này, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thế nhá. Thích là thằng này cuốn xéo mà. Ông cuốn xéo để vợ cho thằng khác đúng không? Để vợ cho thằng khác nó đến nó nuôi vợ nuôi con của ông đúng không? Con phải đi theo tôi chứ. Con làm gì con được nuôi? Ông đẻ ra đâu mà ông đòi nuôi hả? Tôi hỏi ông nhá, cái thằng bố mà suốt ngày rượu chè này nát bê nát mét đến nỗi không làm ra 1.000 nào để lấy cái gì để nuôi con hả? Về nó mở mồm nói câu đấy mà không thấy xấu hổ à? Sao mà cô lại đánh chứ? Về ra bán đất ở trong quê ta nuôi chứ. Ôi trời ơi, hãnh diện nhà. Khi mình là người có tiền đúng không? Mình là đàn ông trong gia đình, mình phải làm ra nhiều tiền để mình mua đất, xây nhà, lầu xe hơi cho vợ con nó hưởng. Đằng này ai về, ấy giời ơi, vợ đuổi đi về trong quê để lấy đất của bố mẹ về để bán, để lấy tiền để uống rượu, để nuôi con. Này, không thấy xấu hổ anh em bạn bè hàng xóm à? Hả? Thở ra cái câu đấy mà không thấy thiện với lòng mình à? Cô im mồm, cô đừng có xúc phạm tôi hết quá rồi. Tôi không xúc phạm nhưng mà tôi đính nói chính để cho ông nghe rõ đây này. Bố mẹ cho đất nhá, là cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái nhá. Cho hai vợ chồng mình, cho con cháu của ông bà. Chứ không phải riêng thì mình tôi. Nếu như mà ông bà mà tiếc của ấy thì không bao giờ ông bà cho tôi để làm cái gì cả. Thì bây giờ cho tôi thì tôi cũng là vợ của ông, thì ông cũng là người thừa hưởng. Thì các con của ông là cháu của ông bà thì là cũng là người thừa hưởng. Nếu mà bây giờ ông bà mà tiếc ý, thì ông bà mang bán quất đi rồi. Chứ không phải là cho vợ chồng mình thì làm cái gì cả. Người ta bảo là của chồng thì công vợ. Này, cái này, nói nghe nó rõ chưa? Cô nói đến mà tôi đã sôi cả máu lên. Đấy nhá, mang đấy tiếng bố mẹ cho đất cát nhá. Mà bố mẹ tôi đấy, bố mẹ tôi cho đất mà bây giờ ông còn đứng để ông trách cứ ông bà cái gì nào. Bây giờ trách cứ tôi lôi ông sang bên nhà đi. Cô cứ thả ra sao nói bố mẹ vợ xem nào. Có ai chấp nhận con rể như thế không? Thằng này không thích đi đâu quá. Thằng này cứ ở đấy này. Nghe lời ba cái thằng nát rượu ở ngoài quán xong về, nào thì gây sự với vợ, nào thì trách cứ ông bà. Bọn này nó nói đúng chứ. Đấy gì, ông xem có ai được như bố mẹ tôi không? Xem thằng Nguyễn. Đấy, nó bố mẹ vừa cho nó đất thì nó đứng tên nó đây. Ông đi vào trong nhà xem cái tờ giấy bố mẹ viết như nào. Hả? Bố mẹ viết tặng cho con dâu, con gái với con rể nhá. Thế bây giờ chẳng nhẽ bố mẹ phải ghi rõ rằng là tặng đất, tặng nhà, tặng đất cho con rể không thôi à? Hả? Như thế mẹ ông mới hài lòng à? Như thế mới là của ông à? Thế như thế thì ông mới có phần à? Thế kiểu cái gì? Nhà này tôi làm chứ. Rồi ơi, ông đi làm cái gì để ông xây nhà? Hả? Xây thì thợ nó xây, mình như mình xây. Thằng mà con nói thế nào? Tiền đâu mà ông thuê thợ làm? Thì tiền đâu, có tiền là được chứ phải tiền nói. Ở đâu? Hả? Suốt ngày ta cứ lật tật tật thế này này. Xong về là lăn ra ngủ này. Xong rồi suốt ngày là đánh vợ chửi con này. Cô tiền đánh tôi đâu? Nhiều hơn tôi đánh cô đó nhưng không phải đâu. Thế ơi mà ông hư tôi chả đánh hả? Con đánh nhiều tôi chẳng có là ông thôi. Ông thử xem là ông như chồng con Thủy kìa. Tôi có dám đánh nó, tôi có, nếu mà tôi là vợ của cái thằng chồng con Thủy đấy, tôi có dám đánh, vác chổi hay là dơm ấy hay là đứng để to mồm không? Cô đừng cứ tưởng là tôi chồng ở rể đấy, có thích đánh thì đánh nhá, không có ông nhá, nhìn chẳng rõ nói này. Sợ không nhá. Ông học chồng con Thủy nhá, bảo vợ đi nấu cơm là vợ phải dăm dắt nhá, bảo vợ đi làm là vợ phải đi nhá, đấy nó có dám ra cãi lại nửa lời đâu. Thế sao tôi bảo cô vào nấu cơm? Tôi bảo cô đi mua mồi với tôi uống rượu, cô lại không đi. Hả? Tôi chưa thèm đi mua rượu nhá, mà ông đã nát như thế này rồi. Thế nếu như mà tôi đi mua rượu thì chẳng qua là tôi đi tiếp tay cho ông à? Để cho ông trở thành một cái thằng nát rượu à? Hả? Đấy là cô đừng kìm hoảng cái sự sung sướng của tôi đấy. Trời ơi, trời ơi này, nếu như mà ông chịu khó làm ăn ấy, mà uống rượu có chừng có mực có bữa ấy, uống để cho nó gọi là khỏe thêm một chút đi, thì tôi đảm bảo với ông nhá, tôi hầu ông từ A đến Z luôn nhá, cứ mừng nước rót cho ông. Nhưng mà cái loại của ông thấy, ông thấy không, có khi nhá trưa không được ăn cơm đấy, đi sang nhà thằng Nguyên nó có ba con mon bỏ suýt mê, ba cái con chuồn chuồn mê, ba cái con chết tiệt chết tiệt gì ấy, ve sầu ve sủng gì ấy, thế là có ba con đấy thôi là cho vào nồi là dìm mắm lên coi như là uống rượu sách với nhau đấy này, thế là cũng hết một lít. Im mồm này. Hả? Im mồm. Đấy là thằng đàn ông à? Nó thế mà gọi là rượu xanh. Đấy là cái bọn bậm rượu. Nó có môi là con bò thịt để nấu để ăn đâu chứ. Sức gì chứ. Nhá. Đừng có mà nói thế tôi vụt phát là đi hai cái giếng cửa đằng trước luôn chứ không phải là chuyện đùa đâu. Đàn bà con gái
Phụ nữ người ta nhìn thấy chồng người ta phải cung phụng chồng, người ta phải tôn trọng chồng. Đằng này về nhà nó thật với ông, tôi chả buồn nhìn thấy ông nữa. Thế thì uống rượu lắm, nát rượu lắm, đói cả ra quần. Có cứ đi ngủ ở kia không cần thay quần. Cứ đưa giấy đấy cho tôi cầm đi. Đâu, giấy đâu được cầm đi. Tôi đưa giấy cho ông có biết đọc chữ không? Cái chứ không đọc được, sáng nhờ thằng Nguyên nó đọc chứ, không sợ chứ. Thế mình có bằng hiểu mà. Giấy bố mẹ cho đất cát chuyển nhượng cho con, thế mà bây giờ tôi lại phải đưa cho ông để nhờ cái thằng béo á. Thế tôi ở đây để làm cái gì? Tôi ông mù chữ nhưng mà tôi không mù chữ nhá. Đấy, mà đến lượt cái bọn nát rượu nó phải can thiệp vào. Thằng này nó không mù nha, mày há con mắt sáng quắc luôn nhá. Mù đâu hả? Ông có vừa già mồm phải không? Này tôi nói ông biết nhá, nếu như ông mà là một người chồng ngoan hiền đấy, mà nói thật với ông kể cả ông cũng làm ra tiền nhá, mà ông tử tế hiền lành chịu khó thì tôi cũng mua ô tô cho ông đi rồi đấy, chứ không phải là tôi để cho ông đi dép lê suốt ngày dưới đất thế này đâu. Đừng có mà lừa cái thằng này nhá. Thằng này hơi mà ông lừa đời tôi ý. Thằng này nó khôn đến tột đỉnh luôn nhá. Thằng này chưa bao giờ thích đi ô tô nhá. Mua gì mà phải đi lái ô tô. Nhìn cái bộ dạng này, lái ô tô thì làm sao mà uống được rượu hả? Mình uống chén rượu mà lái ô tô xong công an bắt còn mới đi tù à? Đấy, đấy là giọng của mấy cái thằng gọi là mấy cái thằng bợm rượu, nát rượu đấy. Đàn bà đại không quăng cỏ thì đừng có mà xúc phạm cái đấy nhá. Cứ thích một xúc phạt lên lách mồm luôn. Trời ơi, tôi sợ quá. No, có thích đạp không? Tôi cho ông một đạp nữa là cho ông xuống nằm xuống đấy luôn đấy. Có cái chân nào? Có chân gì? Nào thích đánh không? Hả? Đi vào nhà. Ông định ngồi đấy mà lại nhảy, đứng đấy để cho thiên hạ người ta ngồi được nhìn thấy để làm cho cười thế nào à? Đi vào không? Thả cái tay đó. Đi vào. Có thả cái tay đó. Đánh thằng này hơi bị đau rồi. Ai bảo hư làm gì, nát rượu làm gì? Đi vào nhà nằm dấp đi.